Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là những điều tồi tệ mà người đàn ông cũ quay trở về. Bao gồm cả người yêu cũ, người tình cũ, người chồng cũ quay trở về tìm với các bạn. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, cái mối quan hệ tương sinh nó cũng bao gồm cả những mối quan hệ liên quan đến tình cảm, đặc biệt là tình yêu đôi lứa, hoặc là tình nghĩa vợ chồng, hoặc là một mối tình thoáng qua nào đó trong một đêm bạn ngất ngây men tình, hoặc là một mối tình có thời hạn được hai bên thỏa thuận sẵn. Nó bao gồm một cái hàm nghĩa rằng khi họ quay lại với bạn, họ nhìn ra cái giá trị mà bạn có mà họ đang cần. Vậy có phải tất cả những người đàn ông quay lại tìm bạn, họ đều yêu bạn hay không? Xin thưa rằng không. Tôi vẫn cho rằng có những người quay lại tìm nhau là yêu nhau, có nhưng rất hiếm. Có rất nhiều cuốn sách nói về cái chiến thuật im lặng, hoặc là im lặng để làm cho người ta tư duy ngược. Khi mà mình muốn người ta quay lại thì mình im lặng, thay vì mình níu kéo hoặc mình nói cái lời anh quay lại với em đi, em còn yêu anh lắm, em không thể sống thiếu anh được. Thay vì nói những cái lời như thế thì người phụ nữ sẽ sử dụng cái chiến dịch gọi là cái cách mang cái tính thao túng tâm lý, đó chính là no contact, không liên lạc, không nói gì hết, im lặng để cho người đàn ông thấy bạn có giá trị, thấy cần bạn và mong trở về. Vấn đề chính yếu ở đây sẽ đúng khi mà người đàn ông đó còn yêu bạn, còn cần bạn. Còn khi mà người đàn ông đã say tình mới, không còn cần bạn và đã chán bạn, thậm chí ghét bạn luôn rồi á, thì cái chuyện mà bạn im lặng thì kệ bạn chứ. Nói ra một cách phũ phàng, các bạn đều phải thấy rằng một cái mối quan hệ khiến cho người ta chán ghét mình, người ta không còn thích mình nữa, thì người ta im lặng vẫn là cách lịch sự nhất mà bạn được tôn trọng. Đằng này phụ nữ chọn cái cách im lặng giống như một cách tự vệ, và đồng thời cũng như là một cái gọi là lá bùa để cho người đàn ông nó quay về. Tôi thẳng thắn chia sẻ với các bạn rằng khi mà người đàn ông im lặng á, người ta chẳng còn gì để nói với bạn, và chẳng có cái sự im lặng nào mà khiến cho người đàn ông quay trở về với các bạn, trừ khi họ quay về với các bạn có một cái ý định không mấy là tốt đẹp. Cái thái độ quay về của họ đến với bạn có mục đích. Thứ nhất á, là cái chuyện tình dục với bạn. Lâu ngày rồi anh ta không quan hệ tình dục với bạn, anh ta muốn quan hệ tình dục với bạn. Cái thứ hai là anh ta đang chán cái mối quan hệ ở hiện tại, anh ta muốn đồng đưa, anh ta muốn kiếm thêm. Và đừng có bao giờ tưởng tượng ra rằng có những người đàn ông quay về với bạn vì yêu bạn. Vì nếu yêu bạn, họ đã không đủ cái lý do để rời xa bạn. Đây là cái điểm trọng tâm nhất mà người phụ nữ chúng ta cứ tự lừa dối mình làm gì. Nếu mà mình đang thấy công ty đó tốt đẹp, mình đâu có nghỉ công ty đó. Khi mà mình nghỉ công ty đó rồi thì rõ ràng công ty đó có vấn đề với mình trong giai đoạn đó. Rồi mình lại quay lại công ty đó, mình làm việc lại. Thì vẫn có những người nghỉ vì một lý do nào đó, nhưng mà hiếm lắm. Còn đa phần là chán ghét công ty đó mà nghỉ, không thỏa mãn những cái điều kiện ở công ty đó mà nghỉ. Các bạn công nhận với tôi điều này không? Bạn cứ tự đặt mình vào trong công ty thì biết. Khi mà bạn muốn nghỉ làm công ty đó thì rõ ràng bạn phải thấy công ty khác hơn. Bạn muốn tìm đến với công ty mới. Bạn cảm thấy chán công ty cũ rồi. Bạn đang mong muốn đến một nơi mới có tương lai hơn, có triển vọng hơn, đúng không? Thì cái việc người đàn ông rời bạn, chia tay bạn và bạn bị động trong việc chia tay, đó chính là lý do thực dụng như vậy. Thế nên có rất là nhiều người phụ nữ đã ngậm đắng nuốt cay khi mà người tình cũ quay về, người yêu cũ quay về, rồi lừa mất một số tiền. Việc mà cho mượn tiền không có giấy tờ, không có một cái video, rồi không có một tờ giấy ghi tay hết. Tại vì người yêu cũ mượn tiền thì đâu có cần ghi cái gì. Vì phụ nữ cứ dại tình, cứ nghĩ rằng mình sẽ là của anh ta. Nhưng mà xin thưa với các bạn nên nhớ là vợ chồng chia tay mà còn tính với nhau từng đồng, từng cắc, từng xu thì các bạn, người tình, người yêu không là gì hết. Tuy nhiên vẫn có những người rất tốt, có những người đàng hoàng, có những người tử tế, không một tờ giấy ghi nợ, không có một cái video nào, không có một bằng chứng, không có sổ bìa đỏ cầm gì hết. Nhưng mà họ vẫn là những người rất đàng hoàng. Họ không cần có một bằng chứng nào nhưng họ vẫn trả tiền đầy đủ. Tuy nhiên có những người cũng có bằng chứng đầy đủ đó,
nhưng mà cuối cùng cũng chẳng trả được, rồi cứ chây ra lì ra, đến mức người ta phải thuê mướn công ty đòi nợ và chấp nhận mất nửa số tiền mới đòi được nợ. Và đa phần những cái mối tình đàn ông quay trở về với phụ nữ cũng mang cái tính chất là lừa tiền, lừa tình, và khả năng cao là anh ta mới bị đá, bị cái cô bồ hiện tại đá, không còn ai buồn chán biết rằng quay về với bạn rất là dễ dàng. Bạn vẫn luôn mong ngóng anh ta và anh ta vẫn có cơ hội với bạn. Thế là anh ta quay về thôi. Nên đừng bao giờ xoa dịu mình, đừng bao giờ dỗ ngọt mình là anh ta luôn luôn yêu bạn. Hãy nghĩ rằng lý do vì sao mà anh ta xa bạn, vì người ta đã tìm được cái lý do chính đáng để rời đi, thì bây giờ họ cũng tìm thấy một lý do để quay về với bạn. Nhưng nếu bạn là người tỉnh táo thì phải suy nghĩ rõ vì sao mà họ với bạn chia tay. Vì những lỗi lầm, vì những cái lý do, vì những hiểu lầm trong quá khứ, hoặc là tính cách không phù hợp, hoặc là các bạn không thể ở bên nhau được, việc chia tay sẽ là cái điều tốt đẹp cho cả hai. Thì những cái lý do chính đáng liên quan đến việc mà các bạn có thể phát triển tình cảm mà chẳng có thể ở bên nhau được, thì những lý do đó không nên quay lại với nhau. Mà nếu quay lại đi nữa thì cũng lại gặp những cái sai lầm cũ, những cái khúc mắc cũ. Nếu mà không giải quyết được thì cái việc quay lại với nhau nó chỉ là đánh dấu một cái thời gian tan vỡ trong tương lai có hạn định mà thôi. Các bạn sẽ sớm chia tay nhau vào một cái khoảng thời gian khác. Nếu mà cả hai không nhìn nhận ra những cái vấn đề mà cần thay đổi để mà ở bên cạnh nhau hạnh phúc hơn, thì việc quay lại không có ý nghĩa. Và dường như người ta cũng cảm thấy chán hơn khi mà quay lại với nhau. Ví dụ khi các bạn chia tay một cuộc tình nào đó, bạn nghĩ về nó rất là đẹp, nhưng mà chỉ cần bạn quay lại với nó một lần nữa thôi, bạn sống lại trong cái kỷ niệm đó, thì lần chia tay thứ hai sẽ là cái lần giết tất cả mọi kỷ niệm. Các bạn chắc chắn sẽ có cái câu trả lời cho cái điều này tôi nói. Có rất là nhiều người đã trải nghiệm qua điều này. Đầu tiên thấy yêu người đó trong quá khứ rất nhiều, sau đó lại gặp lại người tình cũ, gặp lại người yêu cũ, gặp lại chồng cũ, rồi sống dậy những ngày cũ. Tất cả những thứ cũ nó đều sống dậy trong cái ngày hôm nay. Và rồi cuối cùng, một ngày mai, họ lại biến nhau trở thành cái người cũ. Vì sao? Vì những cái cũ nó phũ phàng trong hiện tại, thảm hại trong tương lai, rồi cuối cùng bye bye trong một ngày nào đó. Đây là những cái thực tế đáng buồn. Nên cái việc mà cứ quay đi quay lại, quay tới quay lui, quay mòng mòng, quay hoài, rồi cứ quay ra rồi lại quay vào, quay vào rồi lại quay vòng vòng, cứ quay mòng mòng trong mớ cũ nát đó, thì chẳng phải là một điều tốt đẹp. Thế nên các bạn cũng nên suy nghĩ kỹ, tại sao người ta quay về với các bạn? Vì người ta cô đơn, hoặc là người ta yêu bạn thật là đắm đuối chắc. Nếu mà người ta không trải nghiệm qua nhiều người thì làm sao mà người ta lại dễ dàng nhận ra bạn là người mà anh ta hoặc là cô ta yêu say đắm, đúng không? Cái đó chỉ là cái điều bạn nghĩ thôi. Còn cái mục đích họ quay về với bạn, chắc chắn là họ thấy rằng quay về với bạn có lợi hơn cho họ. Ai cũng vì những mục đích có lợi ích cho riêng mình, nên là họ sẽ che giấu bằng những cái lời nói lãng mạn ngôn tình, mà những cô gái thì yêu bằng tai, rất là dễ đưa mình vào những cái vấn đề, rồi đến lúc mà bị lừa thì lại cảm thấy mình hối hận không nguôi. Đây là những cái vấn đề tôi chia sẻ cùng với bạn. Hy vọng rằng những cái cuộc tình cũ của các bạn quay trở lại với nhau á, nó không đem đến cho bạn những cái tổn thất về tình cảm, về tinh thần, để các bạn bớt đau khổ. Hãy nhìn rõ vào cái thực trạng vì sao mà người đó với bạn chia tay, để mà ngồi hôm nay anh ta lại muốn quay trở về cùng với các bạn. Chưa chắc sự quay trở về với bạn á là một cái tin vui. Và nếu mà anh ta quay trở về với bạn mà đem đến cho bạn những cái điều khổ sở, thì cái việc anh ta quay trở về với bạn chính là cái thảm họa dành cho chính bạn đó. Bạn cần phải cẩn trọng và cân nhắc một cách kỹ lưỡng và thông suốt chín chắn bạn nhé. Để giúp cho bạn bớt tổn thương, lần thứ nhất bạn vừa mới khỏi vết thương, rồi bây giờ người ta lại quay lại
và lại làm cho bạn tổn thương thêm một lần nữa thì có xứng đáng hay không? Bạn hãy tự cân nhắc và đưa ra quyết định cho mình nhé. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.